Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường Võ Thị Sáu, cách biển Long Hải khoảng độ tầm 300m nha quý anh chị. Thì chút nữa em quay cho quý anh chị xem thì hướng này đã về Phước Hải quý anh chị ha. Thì hôm nay em có một cái lô đất vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Đó, cách đoàn nghỉ dưỡng 298 khoảng độ tầm 300m quý anh chị ha. Đây. Đó, thì miếng nước đất này lúc trước là 17 tỷ nha quý anh chị. 16-17 tỷ nhưng mà nay hạ còn 10 tỷ rưỡi nha quý anh chị. Đây, ngang là 13 nhân cho 37 mét. Đó, có 215 mét thổ cư rồi quý anh chị ha. Đó, hai mặt tiền trước sau nha quý anh chị. Đó, đây ngay cái nhà đây nha quý anh chị ha. Ngay cái cổng đây quý anh chị ha. Đó, sát bên cái nhà nghỉ này nha quý anh chị. Còn hướng này là thông ra đường 36 mét về thành phố Bà Rịa quý anh chị ha. Đó, đối diện quán Minh Hiếu đây nha quý anh chị. Đó, vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Đó, khu vực này là toàn bộ là nhà vườn, nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà hàng, quán ăn quý anh chị ha. Đó, cách cái tram resort khoảng độ tầm 100m nha quý anh chị. Đó, đây, đất mình là hướng đông nam nha quý anh chị. À, hướng nam nha quý anh chị ha. Đó, đây, hai mặt tiền trước sau. Đó, cực kỳ là đắc địa luôn. Anh chị làm cái gì cũng được nha quý anh chị. Đó, làm homestay, nghỉ dưỡng. À, làm khách sạn, nhà nghỉ, vân vân và vân vân quý anh chị ha. Đó, thì bây giờ em sẽ quay ra cái bãi tắm cho quý anh chị xem. Thì cái bãi tắm này hiện tại là cái của cái Cham Resort đang có quản lý nha quý anh chị. Đó, và cái này cũng là bãi tắm cộng đồng luôn. Đó, anh chị thấy hai bên nè, motel nè, quán ăn nè, nhà nghỉ nè. Đi thẳng đường này luôn là về Phước Hải, anh chạy đi khoảng độ 5 km quý anh chị ha. Đây là Cham Resort đây nha quý anh chị. Nguyên cái Cham Resort này là bán gần như là hết rồi quý anh chị ha. Thì cái Cham Resort này đang mở những cái địa điểm này là những cái quán, cái hồng hồng bên tay trái mình, cái màu gạch này là chợ đêm nha quý anh chị. Tối là buôn bán đồ ăn rồi thức uống đầy đủ hết quý anh chị ha. Hướng này là ra biển nha quý anh chị. Anh chị thấy không, rất chỉ là khang trang mà và đẹp nha quý anh chị. Khu này là toàn bộ là khu du lịch hết quý anh chị ha. Đó, anh chị thấy không? Đó, nhìn rất chỉ là hoành tráng nha quý anh chị. Đó, từ 17 tỷ mà nay còn có 10 tỷ rưỡi mà giá này là có thương lượng nha quý anh chị. Đó, này là có hai sổ, sổ với trước và sổ với sau quý anh chị ha. Đó, thì hai cái là chưa có gộp lại nhưng mà pháp lý cũng đầy đủ hết nha quý anh chị. Đây. Đây quý anh chị thấy không? Nè. Đây là ra biển luôn nè. Ra biển này, bãi tắm này quý anh chị ha. Còn bên này là đoàn nghỉ dưỡng 298 nha quý anh chị. Quá đẹp nha quý anh chị. Tối là cái này rất chi là đông luôn ha. Đông đúc. Anh chị vừa tắm biển nè, vừa ví dụ như kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ đều được hết quý anh chị ha. Tại vì diện tích nó rất lớn. Đó, tới 426 mét vuông mà đã có 215 mét thổ cư rồi nha quý anh chị. Đó, hiện tại là đang làm nha quý anh chị ha, đang có thi công. Nó còn hơi là nhếch nhác tí nhưng mà vài tháng nữa là xong nha quý anh chị. Quá đẹp luôn quý anh chị ha. Mình là ngay mũi tàu luôn. Đó, ngay mũi tàu gần biển nha quý anh chị. Đó, sát khu phố ẩm thực quý anh chị ha. À, để em quay sơ cái sổ cho quý anh chị xem nha. À, đây nè, đây là cái sổ phía sau nè. 215 mét là cái này đã lên hết thổ cư rồi. Lên trang sau nha quý anh chị. Cái này là mặt đường nhựa là phía trước quý anh chị ha. Thì cái này sổ hồng riêng rồi nên là anh chị an tâm đi ha. Cái ngân hàng định giá đâu đó khoảng độ tầm 7 đến 8 tỷ rồi nha quý anh chị. Nên là quý anh chị an tâm ha. Đây, đây là cái sổ đồ vị trí tổng thể nè. Phía trước phía là đường nhựa, phía sau là hẻm. Hai mặt tiền quý anh chị ha. Đây là cái vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý anh chị, ngay mũi tàu luôn quý anh chị ha. Vị trí là cực kỳ là đắc địa và tiềm năng nha quý anh chị. Xung quanh là toàn bộ là nhà nghỉ nè, quán ăn nè. Rồi villa. Cách biển mà anh chị thấy bãi biển bãi tắm không? Màu xanh xanh này nè.
Mình đi ra đây 300 m là đến biển rồi, sát trăm resort luôn, vị trí là cực kỳ là đắc địa nha quý chị. Mà giá này là anh chị là ngồi lại với chủ là bớt thêm quý chị ha, bớt nhẹ nha.